Siêu độc lạ với tự làm mì cay mà không cần nêm gia vị. Chỉ cần duy nhất một chai sốt mì cay mà tôi mua trên TikTok Shop. Một chai này sẽ nấu được 7 lần lận nên là tôi sẽ chia ra làm 7 nha. Bây giờ tôi sẽ bỏ 1 phần 7 vô trong cái nồi nước mình nấu lên nè, với 450ml nước. Sau đó ninh cho nó nóng lên rồi bỏ hải sản vô nha. Cá nhân tôi thấy như đây là nấu được tận 2 gói mì lận chứ không phải là 1 gói đâu. Bây giờ là tôi không có một bước nào nêm gia vị ngoài trừ cái chai sốt mì cay hết nha. Sau đó bỏ rau vô nè. Và đây, và chai sốt ớt thần thánh nha mọi người, cũng mua chung với là cái chai sốt ớt mì cay hồi nãy luôn. Cứ mỗi muỗng sốt ớt này sẽ là một cấp độ cay. Tôi ăn cấp độ 3 nên tôi bỏ 3 muỗng. Rồi bây giờ cho hải sản như là tôm, mực, xúc xích, chả cá vào các kiểu nữa và kim chi nữa là xong mọi người ơi. Trời, nó siêu dễ luôn. Và thiệt sự mọi người, cái này nó giống như lại ở ngoài tiệm 90% luôn mọi người, mà mặc dù mình không cần nêm nếm thứ gì hết. Tôi mua một chai sốt ớt và một chai sốt mì cay để dành ngồi ăn mì thôi đó mọi người ơi, đỉnh của chớp. Cá nhân tôi thấy mà 3 muỗng sốt đó là nãy tôi bỏ vô là tương đương với lại cấp độ 3 ở ngoài tiệm luôn mọi người, nó cay dữ lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mà mình có thể tự làm một cái tô mì cay mà giống như ngoài tiệm 90% tại nhà hết trơn. Mà được cái là mình tự bỏ theo ý thích của mình, nó thích cái món nào thì mua nhiều món đó rồi bỏ vô thôi. Với lại cũng đỡ mất thời gian đi ra tiệm mua nữa mấy bà ơi. Đố mọi người phim này là phim gì? Nhưng mà bánh mì mà kết hợp với lại mứt dâu mà còn ăn với lại phô mai. Nó hơi kỳ ha. Mình sẽ làm thử. Đầu tiên mình phải cần một ổ bánh mì siêu bự như mọi người. Tôi kiếm cái ổ này là giống như trong phim hoạt hình nhất rồi đó. Sau đó mình sẽ cắt đôi ra như vậy nha mấy bà. Sau đó mình sẽ cần tiếp là xúc xích, nhưng mà tôi chọn xúc xích tỏi mấy bà cho nó giống như là trong phim luôn. Sắp phủ đều lên trên cái mặt bánh mì cho tôi. Điểm độc lạ nè mọi người ơi, ở đây sẽ dùng một cái lớp sốt nha mọi người, và là sốt dâu nha mọi người ơi, mứt dâu mấy bà. Mà cái số lượng bỏ vô là đổ cái ào lên nha, là thiệt nhiều luôn á, nó đầy phủ trên cái mặt bánh mì luôn. Nhìn em vậy thôi nha, chứ cái tay của em bắt đầu run run sợ sợ đó mọi người, tại vì đồ ngọt ăn cùng với đồ mặn đã vậy còn bỏ thêm quá trời phô mai vô nữa. Công thức này có thiệt sự là ổn không trời. Sau đó sẽ bỏ thêm một lớp xúc xích tiếp theo vô. Tính ra ổ bánh mì thì em làm giá hơn 100 cành đó mọi người. 2 cây xúc xích giá 70 cành, hộp mứt dâu nữa 70 cành, 3 lát phô mai 24 cành, tính ra là gần 150-200 cành nữa. Nhưng mà món này ngon nha mọi người ơi, ê đỉnh cao luôn. Phô mai béo, thịt dăm bông, xúc xích ngon, ê ngon không thiệt. Thôi tôi đi tới. Làm kem Mirinda kem chỉ với 5 phút, liệu có tin được hay không? Bây giờ đầu tiên mình vẫn phải cần một cái tô inox như mấy bà, sau đó bỏ sữa tươi vào rồi tiếp theo là sữa đặc. Muốn làm kem siêu nhanh là bạn chỉ cần có một cái lớp đá khỏi ở dưới thôi nha, bắt đầu quậy liên tục lên. Đây, bước quan trọng nha mọi người ơi, mình sẽ cho Mirinda soda kem vô. Tiếp tục quậy nha mọi người, một cái lớp đá khói không cần quá nhiều đâu, mỏng dánh như vậy thôi nó cũng có thể thành kem được đó mấy bà. Ê, tính ra bây giờ làm kem không hề khó luôn mấy bà, rồi bắt đầu mình ngồi khuấy hoài luôn nha cho đến khi nào nó sệt lại. Mà tính ra là tôi dùng là Mirinda soda kem, xong rồi còn làm kem nữa vậy, cái món này sẽ là kem Mirinda soda kem. Ô là trời, bây giờ nó đã thành kem rồi nè mọi người ơi. Mình cứ tiếp tục khuấy là nó cứ tiếp tục đông đá lại luôn nha mọi người. Chào mừng các bạn đến với tiệm kem Bà Hoa. Ê bây giờ nó y chang kem thiệt luôn mọi người ơi, để tôi ăn thử nha mọi người. Những cái này giống kem dưa lưới, ăn thử thì cái độ kem này nó vừa mạnh luôn nha mọi người, không bị dâm đá quá nhiều đâu. Nhưng mà cái món Mirinda soda kem này đỉnh cao mọi người ơi, ngon lắm luôn á. Giống vậy Mirinda soda kem nó đã ngon rồi, bây giờ làm thêm sữa vô nữa, trời ơi tao nói nó béo mà nó ngọt mà nó thơm. Độc lạ với món lẩu trộn có 102 ở Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn cái món lẩu kỳ lạ vậy luôn á mọi người. Cái nồi nước lẩu chỉ nhỏ thôi nhưng mà được ninh hoàn toàn từ tôm. Ăn kèm sẽ là cá lóc, trứng và bún. Rau thơm và bắp chuối mình sẽ không bỏ vào nồi lẩu nha, mà mình sẽ bỏ trực tiếp vào cái chén luôn. Bún và trứng rồi chế cái nước lẩu lưng lửng vô. Đặc biệt đi kèm với nồi lẩu sẽ là chén xốp chuối xay cùng với hạt điều. Vị béo nhưng rất đậm đà, ăn rất là cuốn miệng. Lại đang kẻ bùi bùi ngọt ngọt của hương chuối. Ngọt thịt xốp thì béo, cái lẩu thì hơi chua chua nhẹ. Với cá nhân tôi thấy cái món lẩu này rất là ngon nha. Mà tao nói cái quán này á, từ sashimi cho đến đồ ăn món nào cũng lạ hết trơn. Tỉ bòi nè, lúc đầu vô là phải rắc thêm một xíu bột ớt nữa. Ăn với bánh mì với bơ là phải nói bộ đôi hoàn hảo. Cái tên món rất là đơn giản mà rất là cầu kỳ, tôm xốp bơ tỏi, đặc biệt còn phủ thêm lớp nước cốt dừa nữa. Ăn kèm với bánh tráng mè, mùi thơm thơm của bơ tỏi và cái mùi béo của nước cốt dừa. Quán này còn chuyên về sashimi nữa nên là cái hải sản rất là tươi. Gỏi khoai môn này nhìn bình thường mà không hề tầm thường. Phần sốt thì béo béo thơm thơm nhưng cực kỳ đậm đà, khoai môn này được chiên giòn lên. Đến cả cái món tôm chiên bột này mà cái nước chấm cũng kỳ lạ nữa mọi người. Nhưng đặc biệt là nó rất ngon nha. Ở đây có hai món mà nhất định bạn phải gọi là cơm chiên cua hoặc là miếng xào cua. Quán này là cũng hơi bị nổi tiếng luôn á nha. Các bạn nhân viên ở đây dễ thương và rất là nhiệt tình. Đây là quán Day One Station 98K Lê Lai quận 1. Nếu bánh kem mang đi xay sinh tố thì theo bạn liệu có ngon? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật TikTok Shop tròn 1 tuổi. Và tôi đã tham gia được TikTok Shop được 1 năm nha mọi người. Chúc mừng TikTok Shop 1 tuổi. Happy birthday TikTok Shop. Bạn nghĩ là tôi sẽ cắt cái bánh kem ra đúng không? Nhưng không, tôi sẽ làm món sinh tố bánh kem. Cái món này
tôi lấy ý tưởng từ một ngày nhạt miệng cực kỳ luôn, muốn ăn cái gì đó béo thì béo. Và các bạn có nghĩ là nếu như một cái bánh kem mà bỏ vô xay sinh tố cùng với đá với sữa thì sẽ như thế nào không? Và đây tôi sẽ bỏ vô máy xay sinh tố nha mọi người, sau đó sẽ cho thêm đá và sữa nữa nha mọi người. Khúc này là cũng có hơi rén thiệt, tại vì sợ mấy bà lỡ mà nó không ngon cái mức nửa cái bánh kem của tôi. Nhưng mà không nha, lúc mà xay ra xong thành phẩm á mọi người là tôi có niềm tin là nó sẽ ngon mấy bà. Cái bánh kem này tôi chọn là bánh canh bắp, ra cái màu ta nói nó đẹp gì đâu á, nhưng mà tôi nghĩ cái bánh kem này không nên chọn bánh kem bắp đâu mọi người, mình chọn bánh kem bình thường nguyên bản thì nó sẽ ngon hơn á. Đúng là cảm nhận y như một ly sinh tố nhưng mà có cái vị bánh kem vậy đó mọi người. Cảm nhận được có cái bánh bông lan nha mọi người, cái lớp kem thiệt là béo luôn nhưng mà nó được chế lại thành nước á, là nhà tôi ai ăn, một đứa ăn một đứa khen ngon còn một đứa thì chê. Nè như tôi là uống được nửa ly, thằng nhóc mày nó uống luôn nửa ly còn lại luôn nè mọi người, tại vì nó kêu béo uống đã lắm. Độc lạ với nến thôi, may mắn đốt nến mà được cả 500 cành. Rồi nè, khúc này làm giàu không khó nè mọi người ơi. Có một cái loại nến tên là nến may mắn thiệt luôn mấy bà. Trong đây nó sẽ có mệnh giá từ 10 cành cho đến 500 cành nha. Mình đốt lên đi, đốt xong cái nến rồi nó sẽ hiện tiền ra cho mình luôn. Khúc này ai nói tôi tham là tôi giận mấy bà. Bây giờ tôi sẽ ngồi đợi nến nè. Ly nến thơm này tôi mua có giá là hơn 200 cành á. Thật ra nến thơm này cũng rất là thơm nha mọi người ơi, nhưng mà tự nhiên lúc này tôi chỉ trông chờ cho nó hết cái nến thơm này thôi à. Và để hết được một đoạn của nến thơm này thôi nha là cũng phải sương sương hơn nửa ngày. Kể là cái nến này tan ra hết xong rồi á, sau đó mình tắt cái nến nó sẽ đông lại luôn. Tính ra nếu cái nến về mà mình mua về để đốt cho nó thơm thôi, xài cũng một cây lan mấy bà, tại rất là thơm nha. Mới tới 1/3 ly nến thôi mà đã hiện ra cái tay giấy bạc rồi nè mọi người. Tôi nói mọi người tiền bọc siêu kỹ luôn nha, hai ba lớp, nhưng cuối cùng chỉ có 10 cành thôi mọi người ơi. Trời ơi, tôi trông chờ nó 500 cành lận á. Thật ra cái nến về mình mua mình trang trí nhà lấy cho thơm phòng cũng được nha, chứ đừng trông chờ vô cái tiền trong đây, tại tôi thấy nó có 10 cành rồi mấy bà ơi, tốn hết 200 cành. Nhưng mà nếu như mùi thơm là ok ta nè. Độc lạ với phô mai ngọt, giá mỗi hộp tận 100 cành, có gì đặc biệt? Điểm đặc biệt ở đây là phô mai này có rất là nhiều mùi vị luôn. Đầu tiên là vị ốc chó, ban đầu tôi nghĩ là ốc chó được nghiền ra cùng với phô mai nhưng mà không đâu nha mọi người ơi, cắn vào cái phô mai là có cái cộm cộm của ốc chó luôn. Và đặc biệt là phô mai này ngọt nha mọi người ơi, và bùi bùi cực kỳ lạ luôn, kiểu vị béo rồi vị ngọt rồi vị của ốc chó hòa quyện lại với nhau nữa. Tiếp theo là phô mai táo nha mọi người, chứ không phải là hương táo đâu. Bên ngoài là có hình trái táo này, bên trong mở ra thấy được luôn cái miếng táo này mọi người. Bình thường phô mai mình ăn rất là mịn đúng không, còn phô mai này mình ăn nó sẽ có lợn cợn của một táo nữa, đặc biệt rất là thơm luôn. Riêng cái phô mai hương táo này là có vị chua luôn nha. Mà mấy loại phô mai là cực kỳ hot bên Nhật luôn á mọi người ơi, nhưng mà ăn cái này nó rất là cuốn, không hiểu sao kiểu như nó thơm thơm của mỗi cái vị trái cây. Đây như mấy cái loại vị dâu này nè mọi người là nó sẽ có vị chua hẳn luôn nha, nhưng mà rất là thơm. Và cái loại phô mai này thì rất là dễ ăn, nhưng mà điều giá nó hơi chát một xíu. Đây là cục phô mai đỉnh cao nè, vị nho mọi người ơi, nó có một cái vị rum rum trong đây nữa, ngọt ngọt và rất là thơm. Trong đây tôi thấy là có cái vỏ nho nữa nha. So với độ ngọt và độ béo thì phô mai vị nho này là đứng nhất rồi đó. Mà thiệt sự là ăn cái này kiểu rất là cuốn miệng mọi người ơi, ăn cái này chắc một mình tôi ăn được hết 4 hộp này trong một lúc luôn. Trời, độc lạ với sô cô la mứt quýt được rất là nhiều TikToker review. Hai mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên tôi ăn cái loại sô cô la mà bên trong lại có vỏ quýt. Valentine này mà ai không biết tặng gì cho người yêu thì lưu lại cái clip này liền đi nha. Tôi mua hai hộp sô cô la BCM là hộp nhỏ với hộp lớn. Dù là hộp nhỏ hay hộp lớn thì cầm bên ngoài cũng rất là chắc tay luôn. Hộp nhỏ sẽ có 15 túi và hộp lớn sẽ có 30 túi nha. Mà ta nói sang từ bên ngoài tới bên trong luôn, bên trong sẽ chia từng miếng sô cô la trong cái túi luôn. Mỗi lần ăn thanh nào là mình sẽ xé cái thanh đó ra ăn thôi. Hộp lớn tôi mua có giá là 420 cành và hộp nhỏ tôi mua có giá là 230 cành. Mỗi thanh sô cô la nó sẽ vừa như vậy thôi nha. Đặc biệt là bên trong sẽ là phần mứt vỏ quýt nha mọi người, ăn cùng với sô cô la rất là lạ luôn. Phần mứt vỏ quýt đó nó có vị đắng nhẹ và trong cái thanh này sẽ có là 72% sô cô la lận. Và sô cô la sẽ có vị ngọt nhẹ ăn kèm với cái mứt vỏ quýt nó rất là hợp luôn. Bên ngoài thì giòn, bên trong thì dẻo. Với một cái đứa mà thích ăn sô cô la mà lại sợ mập như tôi thì món này là dành cho tôi nha mọi người ơi, bởi vì nó không quá ngọt. Và bà nào mà ăn theo thì là xác định ăn cái này là ghiền liền. Thiệt sự luôn á, con gái tụi mình nó ăn sô cô la lúc nào cũng sợ mập mà lại thích ăn nữa mới khổ. Thì giải pháp chính là cái sô cô la BCM này nha, quýt mà lại kết hợp với sô cô la ăn cực kỳ lạ nhưng cuốn cực kỳ luôn. Thật lạ với hộp sữa lắc teo, hộp sữa gấu của Thái thì liệu có ngon như món sữa thông thường của mình hay không? Mọi người biết là giờ ở nhà tôi đã đặt cái hộp sữa này là hộp sữa dùng, hộp sữa heo hai lát, tại tụi nó kêu là cái hộp này nó y chang cái hộp heo hai lát, không khác gì hết trơn. Đầu tiên mình sẽ cho sữa đặt vào nha, sau đó mình sẽ cho hộp sữa heo hai lát của mình vào, nhớ là bỏ thêm trái chanh vô nữa nha mấy bà ơi, cắt trái chanh vắt nó vào. Nhưng mà sợ tiếc sữa nên tôi sẽ bỏ vô trong cái hộp sữa mà nãy tôi đổ ra mọi người, cho nó lấy luôn cái phần sữa ra. Mà cái món sữa gấu này nè mọi người ơi, cái vị của nó rất rất là béo luôn nha, nhưng mà nó lại thiếu độ ngọt, kiểu như là nó không bị ngọt một xíu nào luôn á, cực kỳ béo và cực kỳ ngọt luôn. Sau đó mình sẽ cho đá đạp nhuyễn vào nha, bỏ vô cái bình lắc này nè, mình sẽ lắc hoài luôn á nha mọi người đó, lắc lắc tới lắc lui lắc xuôi lắc ngược. Ê cái này lạnh nha mấy bà, lắc cái này một hồi đi, cái tay của mình nó lạnh ngắt như đá luôn. Bỏ cái nắp ra, lấy cái phần nước ra trước nha, trời lắc lên xong cái phần nước nó sệt sệt đã lắm luôn á, tại nó lên bọt nữa. Sau đó đổ hết vào ly luôn, trời uống thử một miếng, cái món này nó gọi là đỉnh cao nha mọi người, chua chua của chanh, béo của sữa, ngọt ngọt của sữa đặc, mà đặc biệt là rất là thơm cái mùi sữa gấu này nha mấy bà ơi, cái này nó làm dậy mùi lên luôn á.